À, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em thêm về cái đường bơm nhớt nha, cái lỗ bơm nhớt từ cái lóc lên đầu nòng để nuôi cò cam. Thì đây là cái lóc Nhật, cái lóc Nhật thì cái lỗ bơm nhớt của nó rất là nhỏ nha, đây nó nhỏ xíu à. Thì cái lượng bơm nhớt của nó lên nuôi vừa đủ như cái cò cam để cho chúng ta nuôi vừa đủ những cái cò cam, còn cái phần bên nồi á, thì nó sẽ đưa vào dên, nó sẽ nén lại đưa vào dên để cho nuôi đủ dên và lên nồng. Còn cái hàm lóc Trung Quốc á, thì đa số là nó rất là to, cái lỗ nó to dữ lắm. Đây, cái lỗ nó rất là to. Thành ra chúng ta đúng mà muốn bền cho cái nòng á thì chúng ta phải nén nó lại một chút xíu, bấm đóng cho nó nhỏ lại. À, giờ mình sẽ thực hiện đóng cái lỗ này cho nhỏ lại để cho nó nuôi lên cò cam bớt lại. Thường thường những chiếc xe Trung Quốc đó, nó khác những chiếc xe Nhật như vậy. Khi chúng ta nổ gan ti á, mở nắp cò trên này ra thì cái gan ti cái lượng nhớt đó, nó mình nghe chỉ nó sôi thôi chứ nhớt nó không bắn ra. Khi mình rồ ra thì nhớt nó mới bắn ra, còn những cái đầu nòng Trung Quốc á, khi mình nổ gan ti thôi là nhớt nó bắn ra ngoài luôn rồi. Thì cái lượng nhớt nó lên cò cam rất là nhiều, nó nuôi trên này này, nuôi trên này rất là nhiều. Thành ra cái phần mà nuôi dên và nòng rất là ít. Khi mà chúng ta chạy đường xa thì cái xe Trung Quốc á, nó rất là nóng, nó nóng nhiều hơn chiếc que quanh pha mà chạy thì không bốc. Người ta càng chạy người ta càng càng bốc, còn mình càng chạy nó càng nóng, nó càng lì. Thì do cái dàn đầu này nhớt nhiều, cò cam nó phải cò cam hơi dở, thành ra nó nuôi trên đây rất là nhiều, nó tính cái lượng trên đây nhiều hơn của thằng Nhật. Thì thằng Nhật á, nó bơm nhớt đây rất là yếu, nó nuôi vừa đủ cò cam thôi. Khi chúng ta lên càng lớn thì đồ của thằng Nhật á nó bơm lên càng nhiều, và hàng này á, khi mình lên càng lớn thì cái lượng nhớt bơm rất là nhiều, thành ra cái này rất là ít, vô nồng được dân rất là ít. À, mình sẽ chia sẻ cho anh em, bây giờ mình sẽ đóng cái lỗ bơm nhớt lại. Bây giờ mình sẽ thực hiện cách đóng bơm nhớt nha, để cho nó bít lại bớt. Có khi nào đập bể điện thoại không? Có. Sau khi chúng ta đóng cái lỗ này xong rồi chúng ta sẽ làm cho nó bằng lại tí xíu nha, nó không có bít đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ quay sát tí xíu này.